Sáng nay, Hiệp hội Doanh nhân nữ Thanh Hóa phối hợp với Ngân hàng BIDV chi nhánh Bỉm Sơn tổ chức hội thảo với chủ đề chia sẻ cơ hội hỗ trợ tài chính giữa ngân hàng với doanh nghiệp. Hội thảo là cơ hội để các chủ doanh nghiệp thuộc Hiệp hội Doanh nhân nữ Thanh Hóa chia sẻ những khó khăn trong quá trình tiếp cận nguồn vốn ngân hàng. Đồng thời, thảo luận gợi mở đề xuất để có giải pháp hỗ trợ tài chính và phi tài chính dành cho doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ, lãnh đạo. Từ đó tăng khả năng tiếp cận thị trường, tạo điều kiện cho doanh nghiệp nữ hoạt động ổn định và phát triển bền vững. Đại diện ngân hàng BIDV chi nhánh Bỉm Sơn cũng đã có những chia sẻ liên quan đến các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, đặc biệt là doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ, thông qua việc cung cấp các gói sản phẩm dịch vụ linh hoạt với nhiều chương trình khuyến mại hữu ích, hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số thông qua các chương trình truyền thông, đào tạo, sự kiện, kết nối thông tin. Cũng trong dịp này, BIDV Bỉm Sơn và Hiệp hội Doanh nhân nữ Thanh Hóa đã tham gia ký kết các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp, thể hiện cam kết thúc đẩy đôi bên cùng có lợi.